Và bây giờ thì Hùng mời mọi người về nhà hàng để chúng mình có thể trao đổi kỹ hơn về cái vấn đề này. Yeah, đi thôi, đi thôi chị. Còn chờ gì ba nữa? Mình đi. Đi thôi. Yeah. Ê, lạnh như tôi chết rồi hay sao á? Đề nghị mua cái quan tài bỏ vô đi. Chị kỳ vậy? Chơi vậy chém được, chơi vậy ăn chơi lại, chơi mình. Con cái anh quên hỏi, tại vì cái này anh cũng thắc mắc lâu rồi. Nam anh với nam em á, có cái nào mà để mình nhận định cho nó dễ không? Tại vì nhiều khi anh nhìn vô anh không biết ai là nam anh. Trời, em còn đang đi định test ADN cho em thấy chị ông như bà không giống nhau nè. Trời thì bữa nay dễ mà, hai đứa cắt tóc khác nhau rồi. Bây giờ là nam anh là tóc dài hơn nè, nam em tóc ngắn hơn nè. Mà đặc điểm của nam em là lâu lâu nam em bị hay tàn hình đó, mình không thấy. Ê, đừng có nhấn mạnh lý từ lượt tàn hình được không? Không thích điều đó. Cũng nhận ra cũng dễ lắm. Em có để ý là bạn nào nãy giờ cứ nói mà thôi mình đừng có như vậy được. Đã 80 giây xong mới nói xong câu đó là coi như là nam em. Còn bạn nào mà cứ nhảy vô nó ha, đây là nam anh vậy à. Đúng rồi đó, điểm nhận định đó. Mà nào có vậy luôn đó. Là cái chế độ của nam em là bật là nấu cơm là hơi bị nhão một xíu. Không mà nói vậy là năm em buồn á, tại vì lượt nhạy cảm thì nó cũng lượt thì nó hơi nhạy cảm một chút. Về cái chủ đề hôm nay thì không biết là mọi người thấy thế nào ta? Mọi người có thắc mắc là tại sao là Hùng lại nói về cái chủ đề này không? Tại Hùng đẹp trai, ai em thấy rồi nè, siêu mẫu dễ bạc. Rất là đẹp trai. Hồi nãy mà gỡ cái khúc mà gỡ mặt nạ ra mọi người thấy sao? Muốn xỉu ngang luôn. Không, em không để ý cái chỗ mặt nạ, nhưng em để ý cái chỗ hát. Thôi nha, chỗ hát để tôi để ý thôi nha. Không, nhưng mà em hỏi cái được không? Ví dụ như đẹp trai thì có quyền là có quyền gì được lăng nhăng. Lăng nhăng, vậy đẹp gái có được lăng nhăng không? Thật sự thì mà nói thì lăng nhăng phải là cái quyền. Lăng nhăng nó là do bản tính của con người rồi. Ok, bây giờ là mình không có nên đi lan man quá như vậy. Lát nữa đây khi mà mình tới nhà hàng, chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi cũng như thử thách để mình có thể tập trung hơn vào cái chủ đề ngày hôm nay là trai đẹp có phải là lăng nhăng hay là không nha. Đồng ý. Còn bây giờ chúng ta cùng đưa vào giấc ngủ. Đã quay trở lại. Xin chào mọi người. Chào người thứ tư. Mọi người thứ tư gia nhập hội của chị em chúng mình. Hello tất cả mọi người, mình là Thiên An. Thật sự là rất là vui khi lần đầu tiên được tham gia chương trình thực tế như vậy. Mọi người biết tới mình thì chủ yếu là qua nhạc chế hoặc là cover các bài nhạc Hoa. Đã giới thiệu thì phải hát một đoạn để thể hiện cái tinh thần. Hát độ ta không độ nàng nữa. Vô. Bất ngờ trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Và dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Trần hương này xa quá, ai ôm không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phần, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Trời ơi, quá quá. Hai con này trở lại khó luôn, cái điệp khúc quá. Còn bác Tài ơi, mình lên đường thôi. Let's go. Chủ đề giải mã một chàng trai. Ok. Thì đầu tiên năm em nhận được một cái phong bì có những cái hình ảnh. Chị sẽ phải khoanh vùng cái chàng trai này là ai, đến từ đâu và sẽ có những câu chuyện gì đến với chương trình này. Đầu tiên chị sẽ phải giải mã cái body top của anh ta như thế nào. Ê, tôi thấy cái chàng trai này có vẻ hơi công tử. Cái body, cái cơ thể là thấy cái kiểu giống như là con trai cưng. Sao tôi cảm thấy là tôi lạc lõng trong đây rồi vậy? Là không đâu được cái này đúng không? Bức hình thứ hai, một chàng trai trong bộ phép màu hồng.
Ơi, một cái màu hồng cánh sen. Một cái màu hồng cánh sen này có khi nào nó tha tha chút chút nào tím tím không? Không mà kinh nghiệm của Sa nha. Thấy vậy chưa, mấy anh mà mặc màu hồng đó lại thẳng đó. Chị tin Sa em ơi, tự nhiên em nói cái chuyện mà tự nhiên yên màu tím em muốn đi về ghê không? Thì sẽ tin em. Nếu mà ai mà đoán được anh này là ai là có thưởng đó. Thì giờ cái người đó thì bây giờ phần thưởng mà dành hết cho chị đó, chị có biết anh này là ai? Chị xin nhận này mà em cho chị nghĩ đó một lúc chị cũng không nghĩ là được luôn. Rồi chị không nghĩ ở đây đưa em. Bây giờ có cái điểm thứ hai nữa. Hashtag của chương trình đưa ra là hashtag bạc. Bạc nó nhiều chữ có nhiều ý nghĩa lắm nha. Hay bạc, là bạc phần nó cũng bạc phần à, đúng rồi đó chị. Không nhưng mà chị nghĩ không phải đâu em, tại vì trai đẹp thì khó mà bạc phận lắm. Chắc hashtag này đang nói về tiền bạc, tiền tài. Chắc anh này có danh, có vọng, có tiền. Hashtag thứ hai là model 2018. Model 2018. Trời ơi, có tiền mà nổi tiếng mà làm model nữa ai chịu nổi. Nhưng mà cái cuối cùng mới ghê nè. Hashtag học trò cưng của Hương Giang. Em hơi hình dung nhẹ nhẹ trong đầu rồi đó. Tôi chỉ biết là đây là Go của tôi. Làm anh mới nói là coi chừng bị màu tím nè em. Cô nam em chứng là chứng kiểu gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ. Đúng rồi, phải sạch sẽ, thơm tho, baby care. Không tử, không bự. Tử, không tử. Thôi, nói dài, nói dòng, nói hồi, không ra một cái gì hết. Chúng ta quyết định xuống xe tại tớ rồi. Ok, vậy đi chứ đánh một bài. Bây giờ mình sẽ đi chiêm nghiệm những nhan sắc tuyệt trần được dán xuống trần gian. Ok, okay rồi, đi thôi. Let it go. Ước áp quá vậy. Theo thông tin mà biên tập đưa cho thì tụi em gom chung lại một ý thì đón không được tên anh. Về Google được không ta? Không được, không có chơi Google. Anh yes or no? Anh là màu tím đúng không? No. Rồi yên tâm nha. Google của chị rồi đó, chị bước lên một bước đi. Đó. Mạnh dạn lên Trang ơi, mạnh dạn lên. Anh tên Nam không anh? Rồi luôn. Theo tôi nghĩ với cái hình tượng này và cái body này và cái gương mặt này cộng với cái đầu đinh thì biết thì nói biết, còn không biết thì nó không biết. 1, 2, 3. Không biết. Này biết, này biết. Chạy xin ai chơi giờ, trời nãy giờ mà nói vòng vòng không mà làm mà người ta rối. Mình phải để cho mấy chị có sân chơi chút xíu đúng không? Bây giờ mình biết mình nói sớm có sao được. Sa xin được đoán tên của chàng trai ngày hôm nay nha. Bạn có phải tên là Xuân Hùng không? Trời, má ơi, Xuân Hùng hả? Xuân Hùng. Chị xin lỗi không em quen nha, hả? Chị không chết rồi. Vừa mở kênh YouTube ra chị làm cái phim dài đầu tiên là chị mời bạn này đứng ngay chính. Trời ơi. Hình như em thấy có giọt nước nào mới rơi, hình như anh khóc đó. Thôi bây giờ mời anh mở cái mặt nạ ra lộ diện đi nè. Trời ơi. Sao này đẹp trai hơn bình thường vậy? Không phải. Ông này quay chung mấy lần người. Sao tự nhiên mình lại quên cái ông này ta? Xin chào tất cả các bạn. Thì theo thông lệ của chương trình thì bạn nào mà đoán đúng ra Hùng thì sẽ được một phần thưởng. Thì cái đó là do bạn yêu cầu. Tập trước chị đoán cũng đúng, tập này chị đoán cũng đúng thì em nhường ảnh cho chị. Chị muốn làm gì là quyền của chị. Thôi đừng có xô chị tự đi. Chị tự bay lại. Thì hôm nay thì tôi nhìn thấy một cái tia bắn gì nhẹ chiếu chiếu qua đôi mắt, một cái luồng điện nhẹ nhẹ đi qua. Thôi chọc người ta hoài để ta hát nè. Bây giờ mình sẽ hát tặng Sa bài hát, đó là bài Vẫn Nhớ của anh Tuấn Hưng. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho Sa không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bỗng sáng của em. Sẽ mãi mờ về xa hỡi xa, sẽ mãi bên nhau.
Trời ơi, nói nghe nè, có chị em nào thấy trái tim của tôi ở đâu không? Chị miếng khăn giấy của em vậy? Mình tưởng nó rớt đâu mất tiêu rồi. Sao mà hát gì mà nhìn chân thành với vậy trời? Trời ơi chị, người ta hát lẫn gì chị nhìn vô mắt người ta hoài vậy? Tôi xin lỗi nhưng tôi đứng góc này tôi nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm. Cái điệp khúc hát sao anh? Hãy bước đi và đừng nghĩ suy nghĩ. Ôi, được rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà nói về Phạm hôm nay á, thì Nam Anh với Nam Em thì cũng không trách được. Tại vì thực sự mà nói thì cũng lâu rồi. Đúng rồi, cho nên còn với chị Nhàn đây thì chị đã quay với em được tính ra cũng hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần là lúc nào chị em cũng gắn kết với nhau. Mà hôm nay thì chị lại không đoán ra em. Cho nên là hôm nay em sẽ cho chị thuộc xì dầu. Ê, tính ra hai, không phải 2 tuần thôi, chị chơi gần cả tháng. Mà chị thấy giờ cả tháng đó là chị... Bởi vì em đẹp trai cho nên chị cũng ưu ái lắm mà. Giờ sao em có chuyện gì mà em ghim chị vậy ta? Bớt biện minh lại đi. Thôi chị chuyển thọc nhậu đi chị ơi. Lý do em cho chị nhảy cốc là tại vì là em muốn hướng tới sức khỏe em. Ba cái nha. Dạ. Chị ghim đó. Mình chơi thấy nhiệt tình nha chị. Rồi, có chơi có chịu rồi nha. Được. Hôm nay là chương trình giải mã tình yêu. Cho nên là cái hashtag của chúng ta nó sẽ liên quan tới vấn đề tình yêu. Nó sẽ đi theo suốt chương trình. Hashtag đầu tiên là tốt gỗ thua tốt nước sơn. Thua nha, tốt gỗ thua tốt nước sơn nha. Tốt gỗ thua tốt nước sơn. Gỗ không bằng nước sơn. Hashtag thứ hai sẽ là bắt cá nhiều tay. Bắt cá nhiều tay. Có hai tay rồi sao bắt nhiều tay được? Cái vụ bắt cá nhiều tay chúng ta có thể nói gọn hơn là lưới cá. Quăng tất cái lưới về, quăng tất cái lưới lưới về. Lưới vô, vô lưới cây tát tiếp theo. Hai tát cuối cùng. Nói thêm một cái trend. Đây là lượt tàng hình. Hình. À biết cái này nè, cầm cái lượt. Em tên thiệt là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia. Nhưng chồng bà kia. Bà tới nhà em, bà chửi. Em ngu gì em chứ? Có nghĩa là nói về cái chuyện mà một mối quan hệ mà có người thứ ba xuất hiện. Đó. Bây giờ là có bắt cá nhiều tay là đi ngoại tình tôi đó. Tôi nghĩ là nói về người thứ ba. Người thứ ba. Và hiện tại thì Hùng đã đưa ra gợi ý. Bây giờ là lần lượt từng người sẽ đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Vậy em có ý kiến? Ok. Ý kiến của em là người thứ ba. Em hết ý kiến. Sai. Sai à? Ý kiến của Sa là sự chung thủy trong tình yêu. Sự chung thủy tạm. Tạm hết. Lần nào em cũng tạm hết nha. Em tới chị đó. Nói trước đi. Trời ơi, phần ai nấy lo, đồ ai nấy ăn. Tự nhiên đẩy qua cho em. Đối với chị là nãy giờ gỗ với nước sơn là chị chỉ quan tâm tới đẹp xấu thôi. À, cái này cái đầu tiên chị chắc chắn là sẽ nói về đẹp. Bắt cá nhiều tay nghĩa là đẹp thì có quyền lăng nhăng. Cho nên mới có chuyện có người thứ ba. Rồi chị chốt lại nè. Rồi chốt lại nè, quan trọng là cái chốt nè. Đẹp lăng nhăng. Đẹp lăng nhăng. Đẹp thì có quyền lăng nhăng hả? À, đúng rồi. Chất quá, cái hashtag ngắn gọn xúc tích. Đây, đẹp thì có quyền lăng nhăng. Đúng, đúng. Chất quá, cái hashtag. Đúng. What? Rồi em gọi cầm nữa. Thấy chưa, chị không cầm em nữa. Em đang không cầm em nữa. Cầm hình luôn rồi đó. Và chủ đề hôm nay đúng nhất là đẹp trai có phải lăng nhăng. Và Hùng sẽ là người phản biện lại cái chủ đề đó. Ờ, cái chuyện phản biện tính sao đi, cuối cùng chị được thưởng gì vậy? À, thì hôm nay là chị Thiên An đoán đúng cho nên là em sẽ tới ôm chị cái. Khoan, em nói lại câu đó từ từ nè. Nào mọi người giảnh tay lên nghe nha. Không có ai giành phần chị hết á chị à. Hồi nãy đó này là có ba đứa nào nó chạy lên nó ôm bạn trai đẹp trước rồi. Còn bây giờ chị đứng đây thấy không? Nãy chị không hề chạy tới, chị đứng đây. Đó bây giờ chị có người nè chờ tới chị ôm An, chị. Chị cứ bình tĩnh em có một câu cho chị. Vì bạn xứng đáng. Chị cứ ôm đi không sao đâu ha. Không, bạn hồi ôm chị. Chị phải xác nhận vậy. Xác nhận vậy nha mọi người. Chết rồi, tim em vỡ vụn rồi. Và bây giờ thì Hùng mời mọi người về nhà hàng để chúng mình có thể trao đổi kỹ hơn về cái vấn đề này. Yeah, đi thôi, đi thôi chị. Con chơi gì nữa? Chị em mình đi. Đi thôi. Yeah. Ê, làm như tôi chết rồi hay sao không? Đề nghị mua cái quan tài bỏ vô đi. Chị kỳ vậy. Chơi vậy chém được. Chơi vậy ăn chơi lại, chơi mình.
con cái anh quên hỏi, tại vì cái này anh cũng thắc mắc lâu rồi. Nam anh với nam em á, có cái nào mà để mình nhận định cho nó dễ không? Tại vì nhiều khi anh nhìn vô anh không biết ai là nam anh. Trời, em còn đang đi định test ADN cho em thấy chị ông như bà không giống nhau nè. Trời, thì bữa nay dễ mà, hai đứa cắt tóc khác nhau rồi. Bây giờ là nam anh là tóc dài hơn nè, nam em tóc ngắn hơn nè. Mà đặc điểm của nam em là lâu lâu nam em bị hay tàn hình đó, mình không thấy. Ê, đừng có nhấn mạnh lý từ lượt tàn hình được không? Không thích điều đó. Cũng nhận ra cũng dễ lắm. Em có để ý là bạn nào nãy giờ cứ nói mà thôi mình đừng có như vậy được. Đã 80 giây xong mới nói xong câu đó là coi như là nam em. Còn bạn nào mà cứ nhảy vô nó ha ha ha, đây là nam anh vậy à. Đúng rồi đó, điểm nhận định đó. Mà nào có vậy đó hả? Là cái chế độ của nam em là bật là nấu cơm là hơi bị nhão một xíu. Không, mà nói vậy là năm em buồn á. Tại vì lượt nhạy cảm thì nó cũng, lượt thì nó hơi nhạy cảm một chút. Về cái chủ đề hôm nay thì không biết là mọi người thấy thế nào ta? Mọi người có thắc mắc là tại sao là Hùng lại nói về cái chủ đề này không? Tại Hùng đẹp trai, ai em thấy rồi nè, siêu mẫu, dễ bạc, rất là đẹp trai. Hồi nãy mà gỡ cái khúc mà gỡ mặt nạ ra mọi người thấy sao? Muốn xỉu ngang luôn. Không, em không để ý cái chỗ mặt nạ, nhưng em để ý cái chỗ hát. Thôi nha, chỗ hát để tôi để ý thôi nha. Không, nhưng mà em hỏi cái được không? Ví dụ như đẹp trai thì có quyền là có quyền gì được lăng nhăng. Lăng nhăng, vậy đẹp gái có được lăng nhăng không? Thật sự thì mà nói thì lăng nhăng không phải là cái quyền. Lăng nhăng nó là do bản tính của con người rồi. Ok, bây giờ là mình không có nên đi lan man quá như vậy. Lát nữa đây khi mà mình tới nhà hàng, chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi cũng như thử thách để mình có thể tập trung hơn vào cái chủ đề ngày hôm nay là trai đẹp có phải là lăng nhăng hay là không nha. Đồng ý. Còn bây giờ chúng ta cùng đưa vào giấc ngủ. Nãy tới giờ thì tụi em cũng có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều trò chơi dành cho anh. Thì bây giờ sẽ có một trò chơi để cho chúng ta thân thiết hơn và chúng ta có những quan điểm rõ ràng hơn. Xin mời chị Sa. Ok, bây giờ Sa sẽ có một trò chơi dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay nha. Trò chơi này có tên là khoảnh khắc 5 giây. Kể tên đặc điểm của ba đặc điểm của Sấy Ca. Đẹp trai, ga lăng, tài giỏi. Tới mình. Ba đặc điểm mà anh để ý khi nhìn vào người khác phái. 5 Tóc 4 3 Dày, mặt mũi. Tại sao lại nhìn dày? Tại vì thường thường á là một người con gái mà họ chỉnh chu, họ tỉ mỉ á là thường thường nó sẽ hiện qua đôi giày đầu tiên. Thường anh thích là giày cao gót hay giày thể thao? Thường thường thì anh thích năng động, cho nên là anh thích giày cao gót. Còn cái màn một mặt mũi là cái gì? Riêng về cái mặt mũi thì hồi xưa đó người ta hay có cái câu là ngoại hình thì thường thường sẽ thua tính cách bên trong. Nhưng mà theo anh nghĩ với quan niệm hiện nay đó, có những thứ đôi khi không cần phải quá đẹp, nhưng mà đôi khi mình nhìn người ta mình thấy ấn tượng với khuôn mặt của họ thì lúc đó mình mới chấp nhận để tìm hiểu bên trong. Đúng rồi đó, không riêng chị em đâu, phụ nữ cũng vậy. Đúng rồi. Còn tóc thì sao? Anh nghĩ tóc là cái điểm mà gây hấp dẫn nhất ở người phụ nữ. Và anh rất thích tóc dài. Kể tên ba điều khao khát nhất ở người bạn trai của mình. Thấu hiểu, chung thủy và chia sẻ. Nó nghe chất quốc là chị bảy. Không phải sai luật rồi, người ta nói xong người ta mới bấm bạn. Bấm rồi nói ai cho. Ôi, tính ra là nhờ bạn mình thua luôn á. Thua luôn. Kể tên ba địa điểm mà bạn hôn bạn gái của mình. 5 Đà Lạt. 4 3 2 Quảng Ngãi. Hồ Chí Minh. Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, chỗ nào phê nhất? Đà Lạt. Chỗ nào hôn phê nhất? Phê nhất? Theo Hùng nghĩ có lẽ là ở Đà Lạt. Wow. Thứ nhất là cái không gian nó lạnh và nó làm cho con người mình có rất là nhiều kỷ niệm. Em có một cái thắc mắc là ba địa điểm nó cùng một cô hay là ba cô? À không, ba địa điểm nó thì cùng một cô. Cùng một cô? Bao lâu? Nếu mà đi du lịch thì sẽ tầm 2-3 tháng sẽ đi một lần.
À, một lần thì có thể có đi đi 2-3 ngày hoặc là 5 ngày gì đó. Bây giờ tới anh hỏi nè. Ba từ đồng nghĩa với từ lẫn nhau là gì? Ba hoa, đào hoa, bay bướm. Hên quá. Ê, nói nghe nãy giờ chị em chúng mình lo đếm còn ổng ngồi chờ, chị em chúng mình nói ổng không đếm thì nha chị em chúng mình thắng. Trong 4 cô gái ở đây, cô nào là gu của em? Sắp xếp thứ tự nha, người nào mà ít thích nhất đầu tiên, người nào thích nhiều nhất để cuối cùng. 5 4 3 2 1. Ê, mình đi về đi, mình đi về đi. Không phải. Từ, mọi người hiểu lầm rồi. Từ, nghe Hùng nói. Chỉ đơn giản là tại vì Hùng mới gặp mọi người. Có những người Hùng biết lâu rồi, có những người Hùng chưa biết lâu. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì 4 người Hùng để ngang bằng nhau. Không. Cái này nói dựa trên đánh giá khách quan nha. Nếu mà ấn tượng nhất thì có lẽ là... Năm em. Thế người ta tàn hình mà ta ấn tượng nhất. Chị mình thôi bỏ luôn rồi xài gì nữa. Thôi có hạng nhất rồi mình không tranh này gì nữa. Em chậm mồ hôi cho người ta làm cái gì, thấy chưa? Chị mời người ta quay làm cái gì rồi bây giờ gặp rồi cũng rồi không nữa. Ấn tượng cũng không bây giờ tổ. Bây giờ nói thích tôi là cái gu nhiều nhất thì thích chỗ nào? Bình thường hồi trước kia đó, mà khi nhìn trên TV, trên sóng truyền hình á, hoặc là những cái câu mà Hùng có đọc được ở trên báo thì không thiện cảm cho lắm. Nhưng mà khi mà gặp rồi đó thì mới nhận định được một điều là đối với Hùng á thì Nam Em là một người vui vẻ, thêm một kiểu mà gọi là dễ thương. Có thể là ở ngoài mình hơi tưng tưng vui vui chút, nhưng mà là một người có sống có tình cảm và có lẽ là sẽ biết rất là biết lắng nghe. Và đặc biệt nữa, với những người như vậy thì thường thường Hùng thấy họ hay có xu hướng chung thủy. Nói lâu quá rồi chị em chúng mình ở đâu? Cái vụ mà cái gu này về coi chừng có lửa. Trời ơi, đồ ăn ngon quá, ăn đi. Từ từ. Thì sau khi mà 4 chị em mình đánh hội đồng Hùng xong thì kết quả đã rõ, thì Hùng đã thua và 4 chị em mình đã thắng. Để đáp lại cái sự thua của anh và đúng cái sự mà anh cho em một quả bơm nấu chậm thì em xin tặng anh một món ăn đặc biệt của nhà hàng đặc sản của nhà hàng luôn. Ưu ái lắm mới được sử dụng đó. Ê, sao chị thấy nó sai sai vậy ta? Sao tự nhiên bạn đó thua cái bạn đó được ăn là sao? Thì phải làm nguyên tô. Ê nhiều quá. Rồi, đây là phần thưởng dành cho anh. Có cảm thấy hạnh phúc không anh? Có, anh cảm thấy mặn. Cho vừa, tội trận Nam Em đó, cho vừa. Mời anh thưởng thức. Chị em mình ăn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Chị xin lỗi Nam Em nha, nãy chị đã trách lòng em. Giờ chị em thấy là em nó rất là uống đắng. Anh nói cái tội ảnh cho cái chén mới nè. Thì nãy giờ là chơi game cho vui thôi chứ phải thắng thua gì hết. Chủ yếu là để 4 bạn ở đây hiểu về Hùng hơn. Và để coi một người đẹp trai như Hùng thì có lăng nhăng hay là không. Thì mỗi người sẽ đưa ra một cái ý kiến cá nhân cũng như là những câu chuyện của bản thân để mình có thể bảo vệ được quan điểm của mình ha. Đẹp trai thì khả năng lăng nhăng rất là cao. Thật ra theo chị thấy nha, trai đẹp đã hiếm rồi nên chúng nó còn yêu nhau nữa. Cho nên là cái trai đẹp mà thẳng á nó còn hiếm dữ nữa. Mà hiếm thì sao? Cái gì hiếm là người ta cũng thích giành. Nhận Mà phụ nữ của chúng mình có thích giành không? Thật sự là có cho em. Nếu thật sự em gặp đúng gu của em thì em sẽ cảm thấy là em rất muốn được ở với người đó. Khi mà chưa tìm được mối nào tốt hơn á thì người ta gọi đó là chung thủy. Trai đẹp lăng nhăng thì em cho cái phần trăm là hết 70% trai đẹp sẽ lăng nhăng. Anh nghĩ nha, trai đẹp mà không phải riêng trai đẹp đâu, bất cứ một người đàn ông nào cũng vậy. Khi mà họ đang trong một mối quan hệ ổn định thì lúc nào họ cũng sẽ có xu hướng đứng núi này trong núi nọ. Tại vì anh nghĩ đây là bản tính của con người. Và hồi xưa cái thời mà anh còn nhỏ đó, anh luôn luôn nghĩ mình là một người tốt, anh luôn luôn nghĩ mình là một người hoàn hảo, và anh luôn luôn nghĩ mình không bao giờ lăng nhăng cho tới khi anh lăng nhăng. Có nghĩa là anh không bảo vệ cái quan điểm, nhưng mà bản thân anh đã từng lăng nhăng. Anh đã từng lăng nhăng cho nên anh biết. Và anh nghĩ khi mà anh lăng nhăng xong, anh mới nhận ra được một sự thật á. Hầu hết 99% đàn ông đều lăng nhăng, kể cả anh. Còn 1% kia là gì?
người đàn ông họ chỉ không lăng nhăng khi mà họ thật sự yêu người phụ nữ đó. Họ phải cho cô này có quyền được làm đẹp, có quyền được là chính mình và có quyền là một người phụ nữ đẹp nhất. Ủa vậy rốt cuộc Hùng có bảo vệ quan điểm của mình không? Anh vẫn bảo vệ quan điểm của anh. Tại vì một người khi mà họ đã từng và họ đã trải qua, đã từng anh, tức là anh, có anh nghĩ không? Đúng rồi, anh nghĩ thì họ sẽ có những cái bài học cho riêng mình. Đàn ông mà nói mình lăng nhăng là đàn ông tốt. Chỉ có những người ta lăng nhăng mà ta không dám thừa nhận, cái đó mới đáng sợ. Em dễ tin lời đàn ông. Đúng rồi. Bây giờ đàn ông là cái tâm lý của ngọt, mình đi đâu nó cũng nói ngọt chứ cũng rồi. Ok, bây giờ mình không tranh cãi nữa, mình sẽ có một cái game nho nhỏ dành cho Hùng để kiểm chứng xem nha. Thì Hùng sẽ gọi cho một cô gái nào đó bất kỳ trong danh bạ của Hùng và thử thả thính cổ. Phải là người quen biết với Hùng để coi người ta nhận xét như thế nào, người ta có bất ngờ hay như thế nào không, đúng không? Ok, ok. Từ cái gì cũng khẳng được, từ bình tĩnh. Thả thính thì thả ai chẳng được. Alo. Alo. Ai đó? Hồi nãy giờ là giỡn thôi, còn bây giờ mới phải gọi thiệt. Giống như là xé nháp thử cho vui đó. Alo, đang làm gì đó? Đang đi spa. À, thì hôm nay thì có một điều là anh giấu lâu rồi. Thì hôm nay thì anh mới có đủ mạnh dạn để nói chuyện này. Thì anh không biết là khi mà nói xong á thì em có sốc hay bất ngờ không? Mà trong suốt khoảng thời gian qua thì anh có thích em. Cho nên là hôm nay thì anh muốn gọi điện để được giải bày cũng như là được chia sẻ cái tình cảm của anh. Dạ. Không, cái này là nói thiệt chứ không có gì hết. Uống lộn thuốc không? Không, cái này là anh nói thật lòng đó. Anh nói thật lòng thì anh thích em lâu rồi. Hôm nay thì anh mới lấy hết đủ cái sự mạnh dạn để gọi điện cho em. Tại vì anh nghĩ là nếu không phải hôm nay thì sẽ không còn cơ hội. Anh mới là anh nhưng còn cơ hội trời. Thì tại vì lâu lâu anh mới mạnh dạn mà. Khủng quá, điên quá. Vậy sao, chịu không? Không. Bớt đi. Nhưng mà em cũng phải có ấn tượng với anh hay là em cũng phải thích anh chứ. Chứ không lẽ không? Ủa, hiểu tính nhau quá rồi. Đi hả? Không, hiểu tính nhau thì mới hợp được. Nhưng mà đây là cơ hội đó nha. Tại vì nhiều khi là sau này anh sẽ không dám tỏ tình nữa đâu. Giống như được ban phước vậy ông. Không có, không có, không phải là ban phước. Tại vì đây là tại vì anh lấy hết cam đảm anh mới dám gọi á, chứ bình thường anh không dám gọi đâu. Đúng không? Thôi bớt đi, điên quá à. Mấy nhờ. Giọng trầm ấm chân thành. Về phía bạn gái á, bạn cứ một mực khăng khăng là không chịu. Có cảm giác giống như cái người bạn thân này nè là hiểu Hùng là không bao giờ làm mấy cái chuyện này. Thì em đang có một luồng ý kiến là anh này không có lăng nhăng, tại vì bạn thân của anh cũng biết tính anh luôn. Nhưng mà một luồng ý kiến nên là nãy thấy thả thính ngon quá. Ơi, ngọt quá trời. Đi vào lòng người luôn á. Lý do không gọi cho người đó là tại vì thứ nhất đó là bạn của mình. Con bé nó từ chối thì Hùng không có gì bất ngờ lắm. Tại vì trước giờ thì Hùng cũng rất là ít khi mà thả thính. Người ta hiểu mình nhất cho nên là họ cũng biết là mình như thế nào. Em vẫn giữ quan điểm con trai sẽ lăng nhăng. Nhưng mà với bản thân Hùng thì Hùng phản biện. Bản thân Hùng khi mà Hùng đi làm hay là Hùng được nhận show diễn này kia thì khi mà nhìn cái mặt của Hùng á thì hầu hết thì mọi người đều nghĩ là mình điểm. Và từ đó là họ nghĩ mình là cũng chắc là ăn chơi lắm, hay là chắc có thể là cũng sẽ đào hoa và lăng nhăng. Nhưng mà Hùng nghĩ là điều đó không đúng. Tại vì để hiểu được một người á thì mình phải tiếp xúc với người ta. Nói chung là chị vẫn giữ quan điểm là con trai sẽ lăng nhăng. Không lăng nhăng. Tại vì thấy lắm rồi. Tại vì nghĩ á, lăng nhăng á nó nằm ở một phần là do tính cách của mình nữa, là mình có tự làm đúng chủ được mình hay chính không. Chính xác, nói tới cái này thì bắt đầu bảo vệ nè. Hay con, chưa? Có nghĩa là hết miếng dầu cái tình lăng nhăng hay không là do tính cách của con người chứ không phải là ngoại hình. Cái cuộc đời mình nó dài lắm, đôi khi mình va vấp một vài thứ để mình trưởng thành hơn. Chính xác. Anh tự nhận bản thân mình có hay không? Không. Em cũng nghĩ là không. Sa vẫn giữ quan điểm là
thường con trai đàn ông á đẹp trai thì sẽ có dễ lăng nhăng, có cơ hội lăng nhăng rất là nhiều, và họ sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc bản thân. Đúng, nhưng mà không phải ai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta tôn trọng người đàn ông, khi mà họ có cảm xúc họ muốn lăng nhăng, họ vẫn nghĩ về người phụ nữ của mình, và những cái hành động sau đó không quá đáng và nó không vượt mức cho phép, và họ chọn cái lựa con chọn tiên là cái thứ mình không thể ngăn cản nó lại được. Khi đúng, mà nó lên tiếng rồi không có cái gì mà làm lại nó được chân á. Sao biết cái anh có rất là nhiều cơ hội để mà tiếp xúc nhiều hơn cái người yêu của mình, nhưng hãy nghĩ thêm là ở phía sau anh vẫn có một cái người con gái rất là dễ thương và đúng, luôn là dành tình cảm tốt đẹp cho anh. Khi mà anh muốn lăng nhăng gì đó thì hãy nghĩ, nghĩa là khi làm một cái gì đó thì hãy nghĩ tới lý do tại sao đúng rồi bắt đầu. Thì đây là cái thủ thuật để chuẩn bị kết thúc cái bữa ăn. Okay. Anh hiểu chưa? Ok, anh hiểu rồi. Chị hiểu chưa? Biết là không ăn ha. Nghe phải trả tiền hết mệt mệt. Thì bây giờ chị chỉ cần đón đúng giá là chị sẽ được ăn miễn phí đó. Chị em nghĩ bữa ăn này 10 triệu á. Em nghĩ là 10 triệu. Em gà chị đó hả? Chị trả đợt trước rồi đó. Anh nghĩ là 2 triệu. Anh nghĩ thì anh ghi đi anh. Anh nghĩ như kệ anh ghi đi. Rồi giờ để tránh cái sự ăn gian thì mình sẽ đọc đáp án trước khi mà mình thấy tiền nha mọi người. Thì giờ đáp án của em là 1,5 triệu. Tôi rẻ hơn nè, tôi có 1,5 triệu. Dạ, triệu bao nhiêu? 2,5 triệu. Bỏ 2,5 triệu. Đáp án của Hùng là 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Tại vì thứ nhất là nhiều món, thứ hai là mặt bằng hay không cũng toàn là tôm, nó cua rồi. Cái này là dành trả, cái này dành trả. Không, em nghĩ là ga lăng dành trả. Thôi, mình sẽ mời sự giúp đỡ của quầy Thu Ngân. Trong đó là cả nỗi đau. Mà chị cảm thấy là chị có thể ăn dành miệng rồi đó, sẽ có người đợi tới 5 triệu rồi. Không có. Bé phục vụ thông minh, biết đưa đúng người trả tiền. Nhiều. Mừng coi, trời ơi, có gì đâu giật mình. 880 ngàn. Tiền ra mà rẻ vậy, không đem tiền theo, không đem tiền theo. Ôi chết rồi. Cho chị gửi anh này lại nha. Cho em gửi lại đứa chén này mình cứ về. Không, chơi chồng thắng mẹ nhau. Ai chồng thắng má. Lấy đồ về hết nha. Cảm ơn Hùng nha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Dạ. Không, cái này là rẻ lắm luôn á.